Tăng tập thể dục lên. Đi tăng tập thể dục lên. À, đi vô phòng rồi đó. Từ con. Rồi sao đi lên? Dịnh cái ấy đi lên. Kìa chị hai chạy rồi kìa. Từ từ thôi, trẻ, từ từ thôi. Quý đi từ từ thôi nè, cái bậc thềm nè. Dẫn em đi xuống. Ờ. Đây nè. Đây nè, vô đây. Cát Tường ơi, dẫn em vô con. Rồi, chui qua luôn. Chui luôn, ờ chui sao, chui sao. Ba để cho em tự chui coi nó chui sao. Chui đi. Chui rồi, tự chui. Hay ra tới ngoài này luôn. Ghê quá. Ra ngoài này thể dục luôn hả? Sao ra ngoài này hoài vậy? Con ra hoài em bắt trước đó. Thấy không? Thấy không? Coi nó chui kìa. Chui sao? Chui sao? Kìa kìa, dạ có em kìa, em đó kìa. Rồi chị hái chổng kìa. Rồi chị hai chạy ra chưa? Hehehehe.